Phần trước về phần giác ngộ, chúng ta đã giác ngộ được phần thứ nhất, tức là phần giác ngộ hạ. Hôm nay tới phần giác ngộ trung. Giác ngộ trung, giác ngộ trung là vô niệm đối phá vô minh trung. Nơi vô minh trung do niệm khởi là mờ tánh giác. Ở đây thấy rõ niệm là hư ảo, không Phật, là bóng dáng của ngoại trần, chứ không phải tâm ta. Không phải tâm ta nên ta không nhận nó và theo nó. Nó là cái làm rối bời, làm mờ tối tánh giác của ta. Bất cứ niệm thiện, niệm ác gì cũng là vô minh. Vì niệm nào dấy lên cũng che mờ tánh giác. Ví như bụi rơi vào con mắt bị xấu, mạt vàng rơi vào con mắt cũng thế. Chỉ một thể rỗng lặng mới là chân thật. Ta phải nhìn thẳng, thấy niệm khởi là không thực, nó là bóng dáng, nó là tạm bợ, thể nó là không. Niệm lặng mất, thể không hiện tiền là chân thật. Đây ta hãy nghe câu chuyện Tổ Huệ Khả cầu pháp an tâm nơi Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Huệ Khả thưa: tâm con không an, xin thầy dạy cho phương pháp an tâm. Tổ Đạt Ma bảo: đem tâm ra ta an cho. Huệ Khả sửng sốt tìm lại không thấy tâm, thưa: con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tổ Huệ Khả liền tỉnh ngộ. Niệm khởi là rối bời, là sao xuyến, mà chúng ta lầm chấp nó làm tâm mình, cho nên có lúc nào thấy nó an đâu. Bởi tâm không an nên chạy cầu pháp an tâm. Diệu thuật của Tổ Đạt Ma bắt ta nhìn thẳng lại nó, thử xem nó có thật không mà cầu an. Biết nó không thật, nó tự tan biến lặng lẽ, đấy là an tâm. Chỗ niệm không khởi gọi là không tâm hay là vô niệm. Đến đây không có, không còn có tướng mạo gì nên nói là không. Như kinh Bát Nhã nói: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, và nói: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, vân vân. Thấy rõ năm uẩn đều không. Chữ thấy ở đây là nhận thấy, nhận thấy tường tận thể giác, thể xác và tâm hồn của thân này đều nằm gọn trong cái thể không. Thể không của các pháp này là không sanh, không diệt, vân vân. Đạt được chỗ không tâm hay vô niệm mới nhận ra thể không ấy là chân thật. Nên kinh Bát Nhã nói: không tướng là thật tướng. Thành vật chất do duyên hòa hợp, không có thật thể. Thành tâm hồn cũng là tướng của bóng dáng sáu trần, không có tự thể. Cả hai đều là không thể, thể không. Nơi thanh tâm là tướng duyên hợp, thể không. Ngoại cảnh là tướng duyên hợp, cũng thể không. Cả nhân gian đều là tướng duyên hợp, nên tất cả đều là thể không. Thể không mà không phải không, nên gọi là chân không. Đây là tinh thần của sáu tâm quyển kinh Bát Nhã, cũng là cái cửa vào thiền tông. Vì thế cửa thiền thường gọi là cửa không. Chính lục tổ bước vào cửa này bằng bài kệ: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt thi đài, bản lai vô nhất vật, xứ ngã trần ai. Dịch: Bồ đề vốn không cội, nguyên tán cũng không đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính trần ai. Bởi lẽ thấu triệt được thể không, lục tổ hạ hai câu: xưa nay không một vật, chỗ nào dính cành ai. Đọc qua bài kệ này, ngũ tổ mới cho ngài vào thất. Cửa không là cửa của thiền tông. Tổ Huệ Khả do nhận được vọng niệm không thật, được pháp an tâm. Tổ Huệ Năng thấy rõ xưa nay không một vật, được cho vào thất. Tất cả những người tu theo thiền tông trước kia, hiện nay và sau này, phải đều từ cửa ấy mà vào. Đây là bước giác ngộ đầu của người tu thiền tông.
là phần giác ngộ chung trong ba phần giác ngộ. Phần giác ngộ này gọi là tâm không hay vô niệm. Chính ông Bàn Long Quẩn ca tụng chỗ này bằng bài kệ: học phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị luyện Phật trường, tâm không cập đệ quy. Dịch: mười phương đồng tụ họp, mỗi mỗi học vô vi, đây là trường duy Phật, tâm không được đậu về. Chỉ cần tâm không là thi làm Phật được đạo. Các thiền sư thường ca ngợi chỗ vô tâm. Vô tâm là thấy đạo, vô tâm là bồ đề, vân vân. Không cũng một thiền sư nói: mạc vị vô tâm vân thị đạo, vô tâm du cách nhất trùng quan. Chớ bảo không tâm gọi là đạo, không tâm còn cách một lớp rào. Chỗ vô tâm ấy chỉ là vào cửa, chớ chưa thấy mặt thật ông chủ nhà. Cần vào thẳng trong nhà, nhận ra mặt thật của ông chủ nhà mới cứu cánh. Đó là bước sang cái giác ngộ thứ ba. Chỗ này quý vị thấy khó khăn, bởi vì khi chúng ta học về thiền hay là chúng ta học về các kinh bát nhã thì quý vị thấy dường như có một cái gì nó khó khăn, nó mâu thuẫn mà quý vị không làm sao hiểu hết được. Ví dụ như chúng ta quen quan niệm sắc là sắc, không là không, tức là cái gì có hình thức thì gọi đó là sắc, cái không hình thức thì gọi là không. Ví dụ cái bàn này là sắc, chỗ này trống gọi là không, thì sắc đây là sắc, còn không đây là không. Nhưng mà nhà Phật nói sắc tức là không, vậy làm sao mình hiểu nổi? Nếu mình nói đây là không thì tức là cái không rời cái sắc, cái không ngoài cái sắc, tại sao nó ngay sắc tức là không? Thì như vậy, tất nhiên chúng ta thấy những ngôn từ của nhà Phật dùng là những cái khó khăn lắm. Nhưng mà thực tình, nếu càng đi sâu, quý vị mới thấy cái giá trị thực. Bây giờ tôi hỏi thẳng về cái nghĩa cạn, nghĩa rất là nông nổi đó. Hỏi thẳng quý vị, tôi như ở không, trong cái không này, nó thiệt là không chưa? Thì mình nói là không, chứ thực tình nó không phải là không. Vì trong cái không này còn bao nhiêu thứ bụi, nếu mà có ánh nắng phai vô thì chúng ta thấy bao nhiêu bụi lăn tăn, rồi bao nhiêu thứ không khí, bao nhiêu cái gì nó đã chứa nào mà trong hư không. Thành nó có mà có những cái quá tầm mắt cho mình thấy, bởi mình không thấy nó mình gọi là không, chứ đâu phải là thiệt không. Còn trong cái có này, trong cái sắc này, quý vị thấy thiệt là sắc chưa? Ví dụ như hai thân chúng ta, quý vị thấy thân này là hình sắc quý vị, phải không? Là thể xác. Nhưng bây giờ hỏi quý vị, trong cái thân này nó có không hay không? Ngay trong cái sắc này có không không? Bây giờ quý vị thấy, thì cái câu chuyện nhà thiền mà hồi xưa giờ tôi thường kể đó, hai huynh đệ của ngài Trí Tạng và Huệ Tạng chưa ra ngoài giường chùa chơi. Rồi bất thành, ngài Huệ Tạng hỏi ngài Trí Tạng, hỏi sư đệ biết bắt hay không không? Thì ông Đạm nó biết chứ, hỏi làm sao bắt. Thì ông ra ngoài đi không, ông ôm, ông hút. Thì ông Đạm lắc đầu nữa thôi, không, bắt như vậy là không được hay không? Hỏi cái sư huynh làm sao bắt. Ông chạy là ông nắm mũi, thầy ông lôi. Đâu mà đau quá. Thì ngài nói, à như vậy tôi mới bắt được hay không đó. Muốn bắt thì xong rồi bắt ngay người đây. Thì với cái hình ảnh đó thì quý vị thấy sao? Chính cái hình ảnh vừa đùa mà vừa thật đó đã nói lên cái ý nghĩa sắc tức là không rồi. Lỗ mũi chúng ta bên ngoài là gì? Là hình tướng, là sắc, phải không? Ở trong này là gì? Là hít không. Nếu không có trống là ta hít không khí đem vô được, làm sao thở ra được? Nhờ nó trống cho nên hít không khí vô, thở không khí ra, thì trống tức là không, phải không? Cái không đó có ngoài cái sắc không? Nóng cái sắc tức là được cái không. Ngay cái sắc mà nóng đó thì thấy là cái không,
chứ còn tiền cái không mà này, tiền hoài không được, nắm cả đời không được cái không, phải không? Chính ngay cái sắc mà nắm được thì đó là được cái không. Đó là một cái ý nghĩa nó hơi càng cạn. Còn nếu nó sâu hơn chút nữa thì chính muốn đạt được cái lý không á thì phải ngay lỗ mũi mình mà chụp thì được, tức là chạy ra hốt ở ngoài là không bao giờ được. Tức là muốn đạt được lý không của đạo Phật á, tức là quay lại tìm ngay thì mình đã trước mặt mình chứ không phải ở ngoài. Nếu tìm ở ngoài ôm hốt hư không ở ngoài thì suốt đời cũng không bao giờ tìm ra. Cho nên nhà nắm lỗ mũi thì đó gọi là bắt được hư không. Cái hình ảnh đùa cả của người xưa mà nó càng tề triết lý, chứ không phải như mình giờ đùa ông cách cái hình vô lý đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa cái không, nó không rời cái sắc. Mà đó là tôi nói cái nghĩa thường. Còn nếu cái nghĩa sâu của nhà Phật á, sắc tức là không đây á, không nó không phải là hư không, mà không là một cái lý thật. Ví dụ như cái bàn, trước khi thợ mộc chưa có ráp những mảnh gỗ, chưa có đóng đinh, thì lúc đó có cái bàn hay không thưa quý vị? Có không? Thì cái bàn bây giờ thành cái bàn là do cái gì? À, do những cái mảnh gỗ, những cái đinh đóng lại rồi nó thành cái bàn. Thì như vậy cái bàn tự thể nó là có hay là không? Nếu nó là có thì khỏi cần duyên hợp, phải không? Mà đã là duyên hợp thì nó không phải là thật có. Thì như vậy trong cái duyên hợp đó, nó là thật hay là không thật đó. Thì chính cái chỗ đó mà tôi thường dùng cái ví dụ nó dễ nhớ dễ thấy nhất, là tôi hay đưa tay lên rồi tôi nắm ngược lại. Ví dụ tôi đang chè bàn tay ra, tôi co từ từ nắm ngón lại. Thì bây giờ quý vị nói cái này là cái gì? Nắm tay. Trước khi tôi chưa co nắm ngón có nắm tay hay không? Có không? Khi tôi cho nắm ngón lại dài thì quý vị gọi là nắm tay. Bây giờ tôi chia ra từng ngón, đây là ngón cái, đây là ngón trỏ, đây ngón giữa, đây ngón áp, đây ngón út. Từng ngón thì có nắm tay hay không? Chứ tự thể nắm tay không có, mà đủ duyên hợp lại tạm gọi là nắm tay. Thấy không? Tạm gọi là nắm tay, chứ nắm tay không có thực. Thì như vậy cái nắm tay là cái dễ thấy, rồi cái bàn, cái nhà, vân vân cũng như vậy. Tự thể không có cái bàn, tự thể không có cái nhà, mà đủ duyên hợp thì tạm nói là có cái bàn, có cái nhà. Thì cái nhà, cái bàn là tướng duyên hợp. Mà đã là duyên hợp thì ngay khi nó hợp đó mình phân tích ra tìm chỉ là cái gì là cái nhà. Bây giờ quý vị chỉ cái cột phải là cái nhà hay không? Cái cột là cái cột, đâu phải là cái nhà, phải không? Tấm vết là tấm vết chứ đâu phải là cái nhà. Rồi từng miếng tôn cũng không phải là cái nhà. Thì như vậy cái nhà chỉ là một giả danh, một giả danh tạm. Khi mà duyên hợp đủ thì đặt nó cái tên gọi là cái nhà, chứ thực thể cái nhà là không, mà do duyên hợp tạm gọi là cái nhà. Thì cái nhà là cái tướng duyên hợp giả tạm, rồi mình đặt cho nó một cái danh tạm đó gọi là cái nhà, do trước duyên hợp mà ra. Từ từ tự dập bên ngoài trở lại con người mình, thì con người mình sao? Thanh ngày thì Phật chỉ rõ là bốn thứ đất nước gió lửa hợp lại gọi là tứ đại đó. Bốn cái chung hợp lại thì đủ gọi là thanh ngày còn sống, thiếu thì thanh ngày phải chết. Thì như vậy hợp lại đủ thì còn, mà rã ra thì mất. Thì chính khi bốn thứ hợp lại thì đất nước gió lửa nó không phải là ta. Khi mà hợp lại đủ thì gọi đó là ta, thấy không? Thì cái ta nó cũng là cái tạm bỡ cái duyên hợp. Nhưng mà khi đã duyên hợp rồi thì mình lại sao? Mình lại thấy cái ta, thấy không? Mà không nhớ cái tướng duyên hợp, mà chỉ nhớ đây là cái ta thật. Mà thấy ta thật thì sao nữa? Nếu thấy là cái ta thật thì có cái ta tham,
có cái ta sánh, phải không? Tức là gì thấy nó thật rất là si, rồi cộng thêm có tham thì có sân. Thì như vậy cho nên chính vì cái lầm mê tướng như hợp như giả mà lầm tưởng là thiệt. Một khi tưởng thiệt rồi thì bao nhiêu cái lầm khác nó kéo dài ra. Thấy mình là thiệt thì kẻ khác cũng thiệt, cho nên ai động tới mình là mình thật tham. Thì như vậy tức là cái tham cái sân theo đó nó kéo dài. Nếu thấy mình là giả dối thì thấy người cũng là giả dối, mà đã là giả dối chỉ được duyên hợp tạm bợ thì tất nhiên mọi việc đều không quan trọng nữa. Mà không quan trọng thì tham và sân ở đó là giảm. Như vậy để thấy rõ chính vì cái mê lầm, cái không thực mà chấp là thực, mà ngay cái lý nhà Phật nói, nếu chúng ta đạt được cái lý chắc tức là không, hay là cái lý duyên khởi tự tánh là không, thì ngay trong cái thân tử mà thấy vô thân. Như tôi thường nói, nghĩa là nếu thân này là duyên hợp thì hợp duyên hợp thì có thân này, duyên tan thân này mất, phải không? Thì duyên hợp và duyên tan, duyên hợp gọi là sanh, duyên tan gọi là tử. Thì như vậy tử và sanh là chuyện của duyên hợp duyên tan, chứ không phải chuyện của mình, phải không? Thì ngay trong khi đó tự tâm đối với mình là tự tại, mình không có mắc kẹt gì trong đó. Đủ chưa thì nó hợp, thì hợp đó là do chuyển duyên, mà duyên dưới thì nó tan, thì tan là chuyện cái duyên với chuyện của mình. Thì như vậy giả sử ngày mai nó nghẹt thở, nó không thở được, thì lúc đó làm sao? Thì đó là duyên tốt hết, thì nó tan, không có chuyện gì đâu, chứ mình là mình khóc, mình khổ, phải không? Nhưng mà tại vì mình thấy duyên hợp lại mình cho là mình, là cho là mình sống, là thấy duyên tan là cho mình mất, mình chết đó. Vì vậy mà mình khổ đó. Còn nếu mình thấy duyên hợp là đủ thân này, duyên tan là mất thân này, thân này là chuyện hợp và chuyện tan của duyên chứ không phải chuyện của mình. Duyên hợp duyên tan đối với mình không có nghĩa gì hết. Đủ duyên thì hợp, thiếu duyên thì tan, cho cái gì quan trọng. Thì như vậy trong cái thân tử mà mình đã vô sanh, tức là tự tại trong cái thân tử, không có buồn, không có sợ gì nữa hết. Thì chỉ coi chết sống là chuyện của duyên thôi, phải không? Nhưng mà mình có chuyện của duyên là chuyện của mình. Nếu ai thấy chết sống là chuyện của duyên, của tứ đại họ, tứ đại tan thì cái gì đâu, phải không? Tứ đại họ thì nó còn, tứ đại tan thì nó mất, đó là chuyện của tứ đại. Nhưng mà quý vị thấy nó còn thiệt thì nó có mất thiệt đâu, thấy không? Sử dụng hiện giờ còn trong cái giai mượn thì còn chứ không phải còn thiệt. Rồi ngày mai nó rã ra thì nó cũng đã chứ nó phải mất thiệt. Thì tứ đại nó cũng không mất, mà không mất thì khóc cái gì? Đã ra thì nó trở về với đất nước thì nó là mất, chứ sự thực không có mất. Vì vậy cho nên cái câu chuyện nó có vẻ thành thoại huyền bí một chút, nhưng mà nhắc lại để quý vị thấy cái tỉnh ngộ nó có một cái kỳ diệu vô cùng. Hồi xưa có một thiền sư đặt tên là Đã Táo Đọa hay là Đã Luân Trị, chữ táo chữ luân nó cũng là gần nhau. Thì ông thiền sư đó hôm nào ông đi trong làng, mà dân làng thì mê tín, có cái chữ miễu thờ một cái cốt giống như ông táo. Mình bây giờ cũng có những cái miếu mà thờ ông táo rồi đó, cả gà ông táo đó, mà cái miếu linh lắm, nghĩa là ai cầu gì được nói, cho nên dân chúng ở trong làng làm già làm heo cúng liên miên. Đó ngọ ông đi ngang, ông thấy dân chúng cùng bá chúng chính phát thanh hạ vật quá, cái ông mới cầm cái gậy ông vô, ông thấy cái hình ông táo để trên bàn, ông chỉ ông nói đây là đất nước hòa hợp mà thần linh từ chỗ nào mà đến, ông đập như thế để nát. Để nát rồi thì thiên hạ sẽ tưởng sao? Tưởng rằng ổng đi ra khỏi chắc ổng học máu. Nhưng mà ổng bình an đi ra không có gì hết. Rồi bất thành, một hôm nọ ổng đang đi đường, có một người ăn mặc
nhưng từ chuyên môn gọi là thanh y, là quần áo xanh, quỳ ở trước ngài. Ngài hỏi ông là ai mà quỳ ở đây? Cái bạch hòa thượng, con là cái vị thành ở cái miếu mà hôm trước hòa thượng đập đó. Ủa, tại sao ông tới đây quỳ? Nó dạ nhờ ơn hòa thượng khai ngộ cho con, cho nên con vừa tỉnh ngộ, con biết rằng đó là đất nước cái lửa hòa hợp, không phải thiệt con. Vừa tỉnh dậy thì con liền được thanh được phải trời, hôm nay đến tạ ơn hòa thượng. Thì quý vị thấy chỉ cần biết rõ đây là giá vào đất nước gió lửa, chứ không phải thiệt mình, biết bao nhiêu đó là được thanh của trời liền. Thế thì biết làm quỷ cho mình ở đây thì cũng giống vậy. Khi nào mình biết rõ rằng mình đang mượn đất nước gió lửa giá vào cái này, chứ cái này không phải thiệt là mình, thì đó là đã trí tuệ Bồ Tát rồi đó. Đó là phi phàm đó. Quý vị thấy dễ quá, không có. Tại sao? Muốn làm Bồ Tát không phải khó, chỉ cần mở cái trí tuệ đó. Còn nhớ đây thiệt là mình nữa thì phàm phu, thì trầm luân. Cái này giả tạo khác liên, gọi là đi trong liên hồn. Nếu biết đây là tứ đại tạm mượn, đã là tạm mượn thì mai mốt nó giả ra thì thôi không mượn nữa, cái thì hết, tức là hết luân hồi chứ gì, phải không? Còn mình cứ nói nó là thiệt của mình, mà đã là thiệt của mình mất thì phải sao? Nó chiếm là hả? Mất cái này chiếm cái kia thì cứ chiếm hoài, chứ là đi trong luân hồi. Cho nên có nhiều bà Phật tử chỉ nói rằng muốn tu làm sao cho đời sau đừng có trở lại đây nữa, vì ở đây gặp nhiều cái chướng duyên, cái bộ buồn sợ quá đi. Bây giờ phải dạy cho cái cách nào tu mà đừng trở lại đây. Thì quý vị nghĩ có người nói muốn vậy thì chỉ ráng niệm Phật về cực lạc phải trở lại. Nhưng tôi không đồng ý điều đó. Tôi muốn nói thẳng rằng không trở lại đây á, thì đừng có chấp cái đây là thật. Nếu cái này mình biết nó không thật á, thì tất nhiên rồi nó giả thôi, đừng tạo cái thứ hai nữa là không trở lại cái gì. Còn mình thấy nó là thật cái dù cho chạy đi đâu rồi, mất cái này là quảng hốt tìm cái khác, rồi cũng là có mặt nữa chứ không phải. Thì như vậy, chỉ không có thanh là khi nào chúng ta giác ngộ. Nên cái câu chuyện hồi xưa Đức Phật giáo Pháp, Ngài dùng những ví dụ rất bình thường. Ngài nói ví dụ như đám trẻ con nó chơi chòi. Khi nó chơi chòi thì lúc đó nó vùa đất lại, nó làm núi, hoặc là nó làm đồ ăn, rồi nó cắt chòi lên lá chuối rồi nó chơi. Khi nó đang chơi chòi mà nó đương hứng thú nó chơi đó, rồi có người lấy lại ôi cái đồ, con nít đồ này không có nghĩa lý gì nữa, liền xô cho ngã chòi của nó. Thì quý vị nghĩ lúc đó nó sẽ làm sao? Nó dậy, nó khóc, nó la, thấy không? Thế đó mất đền. Thì nếu mà mình không mất đền nó thì nó mình đi ra khỏi thì nó cũng dựng cái trò thứ hai, đương ham chơi mà làm sao mà nhìn được. Mà chỉ khi nào chơi chán rồi đó bụng rồi chán cái là thôi lấy cái chân hết cái trời, hết mấy cái miếng đất mà nó gom lại cho thôi, nó bỏ đi không còn thiết gì nữa, hết chuyện lại rồi. Thật nó cũng vậy đó, người chúng sinh mà còn ái thân này thì mất cái này tạo cái khác, cũng như nói đôi lúc còn thương thích chơi trời. Nếu chừng nào mà đối thân này biết rõ nó là giả tạm không có thật thì bỏ rồi ra đi không tiếc tiếc nào hết, thì làm sao có lại, làm sao tạo lại. Thì như vậy còn đi trong luân hồi hay ra khỏi luân hồi là tại ai? Tại mình có tỉnh giác hay là mình còn đương mê lòng? Như vậy cho nên hiểu cái thiệt chí lý rồi, quý vị mới thấy rõ cái chủ yếu của sinh mạng này là tại các si mê chấp ngã đó. Tôi phải không? Si mê chấp ngã tức là chấp thân này là thiệt, từ cái đó mà ra có cái gốc luân hồi. Nếu mà cái si mê đó phá tan rồi thì cái chấp ngã không còn, mà không còn thì cái tạo lại là không có. Như vậy mà nói rõ rằng tất cả chúng ta muốn thoát ly sinh tử không gì hơn là thấy tướng duyên hợp, là thấy tướng duyên hợp nó hư giả, là thấy rõ nó hư giả thì còn gì quan trọng. Mà không quan trọng thì mất đâu có lo tạo lại, do đó cho nên dễ mà thoát ly sinh tử. Vì vậy cho nên nói rằng Bồ Tát mà nó thoát khỏi sinh tử
thì luôn luôn phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, cũng như kinh Bát Nhã quý vị đọc đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nhưng mà trong đó quý vị nhớ cái chữ tôi cho là tối hệ trọng đó, chiếu kiến ngũ uẩn giai không tức là soi thấy thân năm uẩn này. Năm uẩn tức là sắc uẩn là tứ đại, rồi thọ tưởng hành thức tức là kể cả tinh thần lẫn vật chất, thấy rõ nó là tự tánh không thiệt thì liền đó ra hết khổ ách rồi. Mà phải thành thông, thành thông tức là năm này tháng này, năm tới tháng tới và luôn luôn bao nhiêu năm bao nhiêu tháng hằng nhớ mà quán chiếu như vậy lâu ngày thì nó trở thành thông, chứ không phải mà chết sự cơ rồi nó thông được. Cho nên nó là Bồ Tát ngài hành thâm Bát Nhã rồi mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chứ còn mình nữa nhiều khi nghe nói thì cũng có xét cũng có biết vậy, người xét biết rồi cái thời quên. Cho nên nói đúng ra chúng ta tu ở trong một gia đình hay là ở trong một cái chùa mà chỉ có một người tỉnh mà tới năm bảy người nghe thì cũng hơi khó tu một chút. Tại sao vậy? Bởi vì mình mới nói cái thân này là giả, nó giả thế nào tự lên với mình rồi, rồi mình thấy nó thiệt, mà nói thiệt thôi tôi quên tôi giả mất. Cho nên nếu tỉnh mà cùng tỉnh hết thì rất là dễ tu, còn một người tỉnh năm bảy người mê là chiếc cháo thì thành mê, cái đó cũng là cái trở ngại đó. Cho nên chúng ta phải làm sao tự mình tỉnh mà cũng khuyên người tỉnh, để xung quanh mình tỉnh hết thì tất nhiên dễ một chút, chứ còn mình cứ muốn tỉnh mình thì khó lắm. Một mình tỉnh mà nhiều người mê rồi nó cũng thành mê luôn. Đi mở miệng ra nói phải nói theo người ta, và nói theo hồi cho quên mất cái gì mà mình muốn xét muốn nghĩ. Như vậy là để cho quý vị thấy cái ý nghĩa, đó là khi mà chúng ta thấy về cái lý không thì tự nhiên chúng ta thoát ly được sanh tử. Đó là tôi nói thấy cái lý không là do duyên hợp. Bây giờ tôi lặp lại một lần nữa để cho tất cả quý vị nhớ cái tinh thần của kinh Bát Nhã, mà cũng là cái tinh thần của giác ngộ kinh này. Tất cả chúng ta ai cũng biết rõ rằng cái thân này là đất nước gió lửa hợp như Phật dạy đó. Dạy đó thì chúng ta xét kỹ ai cũng biết rồi. Nhưng bây giờ nghe cái thân này biết là duyên hợp, tứ đại trung hợp thành thân, thì cái cảnh hiện giờ chúng ta đang thấy, đang sống đây có duyên hợp hay không? Cái bàn cũng là duyên hợp, phải không? Mà đã là duyên hợp thì tánh nó cũng là không. Cái nhà cũng là duyên hợp thì tánh nó cũng là không. Cái cây cũng là duyên hợp thì tánh nó cũng là không. Thì như vậy tất cả cái gì là tướng duyên hợp thì tự tánh đều là không, phải không? Tự tánh là không do duyên hợp giả có hay là tạm có. Thì như vậy tất cả cái gì duyên hợp thì cái có đó là tạm có, tự tánh nó là không. Mà hàng ngày chúng ta gặp cái gì thấy cái gì cũng rất rõ như vậy, thì cái đó là một công thức để chúng ta hằng nhớ cái gì duyên hợp thì tự tánh là không, hình thức có là tạm có là giả có, không có thiệt. Nhớ rõ như vậy, hằng sống hằng thấy như vậy, đó là chúng ta tu về trí tuệ này. Còn nếu chúng ta quên cái đó, thấy cái gì có tướng là thiệt thì đó là chúng ta đã rơi quá trời. Cho nên thấy rõ tướng duyên hợp thì tự tánh là không, duyên hợp giả có. Như vậy thì cái có đó không thiệt có, mà cũng không phải là không ngơ. Nhớ như vậy đó, duyên hợp là giả có. Đây tôi phân tích cho quý vị thấy, nhiều khi chúng ta bị cái lầm chấp cái gì nó có một chiều một. Sử dụng cái bàn này, hỏi cái bàn này là thiệt hay là không thiệt thì quý vị nói sao? Hỏi bàn này là có hay là không thì quý vị nói sao? Tự nhiên trả lời là có, phải không? Cái bàn này là có. Nhưng nếu cái bàn này có người họ chịu khó họ lấy cà phê họ cạy từng tấm dán ra để rồi ra hỏi cái bàn đâu rồi thì giờ nói sao?
Thẳng cái bàn có hay không, nói sao? Bàn là không, phải không? Vì cái duyên nó rã ra từ cái bàn không có, thì như vậy là không. Thì như vậy, hoặc là cho là có, hoặc cho là không, luôn luôn là một bên. Và chấp có thì đó là si mê, giả chấp là thiệt. Chấp không thì cái tướng duyên hợp liền có. Thì như vậy, không không phải thật không, mà có không phải thật có. Mà người ta hoặc cứ nói là có, hoặc nói là không, rồi cứ nói một bên. Vì vậy cho nên người hiểu cho thấu đáo, thì ngay cái bàn này mình biết rõ, nó là tướng duyên hợp, không phải không hẳn, nhưng mà có là duyên hợp giả có. Duyên hợp giả có chứ không phải không hẳn. Thì như vậy phải có lầm, phải lầm cho là thiệt. Nếu mà khi người ta dở tình miếng dán ra thì mất cái bàn mình, nó phải giả có, cho nên giờ duyên giả ra thì nó hết. Và nó hợp lại nữa thì nó có lại. Chứ còn mình nói nó là thật không, thật có đều là sạch hết. Phải không? Tự như hồi nãy tôi đưa bàn tay lên rồi tôi nắm lại. Bây giờ quý vị nói bàn tay này nắm tay thành có hay là phải không? Thì nói sao? Nó thành có tôi buông ra rồi kiếm đi. Thử nó có hay không? Giờ nói không tôi co lại thì có hay không? Thì như vậy nắm tay nó không cố định thật có hay là thật không. Mà tùy duyên, phải không? Duyên hợp thì giả có, duyên lưu tán thì nó giả không. Có và không chỉ là hư giả thôi, chứ cái thật nghĩa của nó không phải như vậy. Để hiểu như vậy thì mình mới khỏi mắc kẹt một bên. Còn không thì mình dễ bị kẹt lắm. Mình mắc kẹt bên này hoặc mắc kẹt bên kia. Mà chính cái đó là cái chỗ tỉnh giác chân thật, chứ không phải là cái chỗ thường tình. Mà thường tình thì cứ theo cái lệ, hoặc là có hoặc là không. Cho nên rồi nhìn nó phiến diện, nó không thấy được tận nơi. Giống như tôi nói đó, đó là thấy không thì hẳn rời cái có, thấy có là rời cái không. Thì chính vì vậy cho nên không thấy tọt được cái lý chân thật. Phật chỉ ngay trong cái có và đã có cái không, ngay trong cái không đã có cái có. Là vì sao? Cái có đó là cái có của giả tướng duyên hợp, cho nên thể tánh nó là không. Trên thể tánh không đó, duyên hợp thì giả có đó. Duyên hợp thì giả có, còn cái thể tánh là không. Cho nên nói là không là đúng về thể tánh mà nói, và nói có là trên giả tướng mà nói. Giả tướng thì có, mà thể tánh là không. Đó là thấy được cái lý bất ngã. Còn ở chỗ này, như cái phần giác ngộ chung đây nói giác ngộ vô niệm. Quý vị nhớ chữ niệm chưa? Chữ niệm là khi quý vị giấy nghĩ, vừa giấy nghĩ lên gọi là niệm. Ví dụ như vào quý vị nhớ Phật thì giấy nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái giấy nghĩ đó gọi là niệm. Nghĩ về Phật thì gọi là niệm Phật. Nghĩ về chúng sanh đó là niệm chúng sanh. Nghĩ về cái gì đó gọi là niệm cái đó. Thành ra trong lòng mình giấy nghĩ lên thì cái giấy nghĩ đó nó thuộc về niệm. Thì như vậy có khi chúng ta giấy nghĩ làm, có khi chúng ta giấy nghĩ giữ, chứ phải không? Nhưng mà bây giờ thưa tất cả quý vị, tất cả quý vị hàng ngày sống ở đây, khi mà bàn luận lý thuyết với nhau thì quý vị nghĩ rằng cái mà mình hay suy tính hay luận bàn, cái đó là ai? Cái đó là mình hay cái đó là ai? Mình suy ra được cái lý hay, mình nghĩ ra một cái lý lạ để mà mình bắt biến người khác, hay là mình giải thích cho người khác hiểu, thì cái suy nghĩ đó là mình hay là ai? Và cái đó là gì của mình? Thanh này thì gọi là thanh, và cái hay suy nghĩ gọi là tâm. Thì hầu hết ai suy nghĩ, cái hay suy nghĩ đó là tâm của mình, chứ phải không? Và cái hay suy nghĩ đó là tâm của mình, thì quý vị sẽ bị Đức Phật quở cái kiểu như ngã nan và tâm kinh Lăng Nghiêm. Tâm kinh Lăng Nghiêm gọi là thất xứ sinh tâm đó, tức là bảy chỗ hỏi về tâm. Thì khi mà bảy chỗ hỏi tâm là lý do từ cái chỗ này. Ngài A Nan khi mà bị nạn rồi được
thì dân thường cứ về tới chỗ Phật, rồi Phật mới dạng lại cái lý do mẹ Nam phát tâm. Hỏi chứ vì sao mà ông phát tâm, ông xuất gia tu hành như vậy? Thì ngã nan thưa rằng vì con hồi xưa con thấy cái tướng mạo của Phật, hình tướng đẹp đẽ phi thường, cái tướng tốt đó con nghĩ rằng không phải do cha mẹ mà thân mà được, mà do cái công phu tu hành nhiều đời mà được, cho nên con thấy cái tướng tốt con ham mà con phát tâm tu. Rồi Phật hỏi ông lấy cái gì mà thấy và lấy cái gì mà suy nghĩ cho phát tâm tu? Thì Ngài trả lời, nếu quý vị được hỏi như vậy thì quý vị trả lời sao? Thì ai không thấy, con lấy mắt tôi thấy, hay là do mắt tôi thấy Phật. Rồi hỏi lấy cái gì mà suy nghĩ phát tâm? Lấy cái tâm của con, hay là tâm con suy nghĩ nên con phát tâm của tu hành. Thì Ngài đang trả lời cụ thể như vậy, à, mắt con thấy, thấy tướng Như Lai. Rồi tâm con suy nghĩ cái tướng đó là tướng tốt nên con mới thâm mộ và đi tu. Thì như vậy, do đó cho nên Đức Phật mới giải thích Kinh Lăng Nghiêm là tới 7 chỗ hỏi tâm. Rồi cái mắt là dễ rồi, bây giờ tới tâm. Thì Phật hỏi ông lấy gì làm tâm? Thì Ngài nói là con lấy cái hay suy nghĩ làm tâm. Mà như vậy cái đó không phải là tâm. Ông quả hốt, nói như vậy thì con mà sở dĩ giúp chúng dừng sư Phật, biết làm việc thiện thì đó là do cái tâm suy nghĩ con. Nếu Phật nó không có cái tâm đó phải con như vậy chứ ai mà nghĩ chứng dường Phật, ai nghĩ làm việc thiện? Thì quý vị nếu mà tới chỗ đó quý vị cũng thấy lúng túng liền, thấy không? Nếu cái đó phải là mình á thì làm sao ai suy nghĩ bữa nay đi chùa ngay chính đấy, thấy không? Ai suy nghĩ là làm việc phước thiện, ai suy nghĩ là bỏ gì việc xấu làm việc tốt? Và cái đó nó không phải mình thì vậy, cái đó là cái gì? Rồi mình là cái gì? Và cái đó là cái gì? Chính cái chỗ đó là cái chỗ thật là khó khăn. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm thì 7 chỗ Đức Phật hỏi, nó à cái suy nghĩ đó là tham ông. Bây giờ Phật hỏi chứ là cái tham ông nó ở chỗ nào? Như bây giờ quý vị nói cái suy nghĩ việc làm, suy nghĩ việc giữ, đó là tâm của quý vị. Giờ tôi hỏi lại tâm đó nó ở chỗ nào? Quý vị trả lời sẽ ở đâu? Cái tâm suy nghĩ quý vị ở đâu? Thì có lẽ có người thì nói ở trên đầu hoặc ở trong xương gì đó quý vị, thấy không? Cho nên khi hỏi tới chỗ đó thì Ngài A Nan trả lời lẽ làng, giờ tâm con ở trong thân này, trong thân chứ đâu. Thì quý vị thấy cái câu trả lời đó thì tất cả chúng ta ai cũng trả lời giống hệt nhau. Tâm ở trong thân thì chuyện đó là dễ hiểu quá rồi, nhưng mà có đúng như vậy không? Đức Phật nói nếu tâm ở trong thân này thì Phật mới hỏi cái tâm là cái tri giác, là cái biết, phải không? Mà nếu nó ở trong thân này á, cái biết ở trong thân này thì bây giờ quý vị biết cái tim quý vị ra làm sao, cái phổi quý vị sao, gan ruột nó nằm ra làm sao, thấy rõ nó, biết rõ nó hay không? Nếu nó là cái biết thì nó ở trong này tự nhiên nó phải biết cái tâm, thấy không? Rồi nó biết ngoài, mà nếu nó ở trong mà không biết gì trong thì sao nó ở trong được? Thì như vậy thì chúng ta thấy những cái lý luận của Đức Phật là đưa ra, thì thấy thiên hạ lúng túng trả lời không chạy, là vì chúng ta lầm. Bởi vì hỏi ở đâu á thì chúng ta liền nói ở trong, hoặc nó ở ngoài, hoặc nơi này nơi kia, mà nói ở chỗ nào rồi cũng không chính hết. Cho tới Ngã Nan nó 7 lần đều bị Phật vỡ, rốt cuộc rồi Ngài đành giới giới Ngài xin Phật giải thích cho Ngài nghe cái tâm ở chỗ nào. Mà thiệt ra thì tâm mà nói ở nơi này nơi kia là một chuyện hết sức là không hợp lý. Tại sao vậy? Bởi vì nó là cái không có hình tướng, phải không? Mà không có hình tướng mà đặt cái vị trí thì làm sao đặt vị trí được? Cái có hình tướng mà nó hoặc ở nơi này hoặc ở nơi kia, cái không hình tướng mà đặt vị trí thì không bao giờ được chứng. Mà mình quen là cứ nói tâm chứ hỏi là ở đâu, ở chỗ nào. Thì như vậy thì cứ quan niệm tâm cũng như là máu như là thịt vậy đó, nó có hình có tướng rồi đòi hỏi chỗ nơi của nó, đó là cái lầm. Nên từ cái lầm đó
rồi chúng ta sẽ dài thêm bao nhiêu cái thứ lần khác. Bây giờ tôi nói thẳng với quý vị, cái mà suy nghĩ đó, cái đó không phải tâm của quý vị. Quý vị chịu không? Chắc là không ai chịu. Nói như vậy thì tự nhiên ai cũng thấy như vậy, tôi không tâm chắc. Cái suy nghĩ đó không phải tâm của quý vị, chắc chắn như vậy. Kể cả tôi, cái suy nghĩ của tôi không phải tâm của tôi nữa. Nhưng mà cái đó là cái gì? Bây giờ quý vị thử xét lại, cái hay suy nghĩ đó, nếu nó là thực mình á, thì điều thứ nhất đó là nó phải hằng có mặt, phải không? Vì mình đâu có mất, từ hồi cha mẹ sanh tới giờ là mình có luôn luôn mà. Mà nếu cái suy nghĩ nó là thực mình thì nó cũng phải có luôn luôn chứ. Mà tại sao nó có rồi nó mất, có rồi nó mất? Bây giờ quý vị thử tìm lại cái suy nghĩ tên ở đâu, hình dáng là sao. Nếu nó thật là mình thì nó phải làm sao có biết rõ ràng nó ra thế nào mới được chứ, phải không? Chứ nếu nó thiệt mình, nó là mình mà tìm lại thì không thấy, không biết ở đâu hết, thì như vậy làm sao nói mình được. Bây giờ mỗi vị tự tìm lại coi cái mình hay suy nghĩ hàng ngày hàng giờ là coi nó ở đâu, nó ra sao. Có gì nào mà tìm lại thấy nó ra sao không? Nghĩa là bình thường thì nó nghĩ tứ tung, mà tìm lại thì mất tâm mất dạng, phải không? Mà cái tìm lại mất tâm mất dạng là ví dụ như ở xa chúng ta thấy có một mớ chương mà ở xa thấy nó mờ mờ, nó che phủ những cái cành cây, nhưng mà chạy tới chúng ta tìm phò không ra nó, không mất tiền, tìm thì tìm cũng có. Thì như vậy cái chương đó mình nói nó thiệt hay nó giả? Nếu nó thiệt thì tất nhiên là phải nắm được, hoặc là phải còn mãi với mình. Nhưng mà có lát rồi mình nghe mờ mờ ảo ảo không? Cái gì mờ mờ ảo ảo thì cái đó không thiệt, phải không? Nói là mờ ảo thì tự nhiên không thiệt. Bây giờ cái mà hằng suy nghĩ của chúng ta mới tìm lại là mất tâm mất dạng, thì nó có một cách cũng ảo ảo mờ mờ. Mà ảo ảo mờ mờ sao nói nó thiệt được? Mà nó không thiệt mà chấp là mình nó thì sao? Thì chắc mình là cái mờ ảo đấy thôi. Ai chịu mình là cái mờ ảo hay không? Đó là cái mà tôi nói cho quý vị thấy. Chính bản chất cái suy nghĩ đó nó không thiệt. Rồi cái suy nghĩ đó quý vị thấy, nếu chắc nó là mình đó, thì khi nó nghĩ lầm, khi nó nghĩ ác, khi nó nghĩ xấu, khi nó nghĩ tốt, thì như vậy cái nào mới thiệt là mình? Mình là cái nghĩ lầm hay là mình là cái nghĩ dữ? Mình là cái nghĩ xấu hay là mình là cái nghĩ tốt? Nghĩ gì khác là cái nào là mình? Mà chẳng lẽ nghĩ tốt cũng mình, nghĩ xấu cũng mình, nghĩ phải cũng mình, nghĩ ghế cũng mình, cái nào cũng mình hết, thì mình là một tâm thứ gì sao? Mà ai chấp nhận mình là một tâm thứ không? Mình chỉ là mình thôi, đâu có tâm thứ. Mà cái nghĩ thì nó cả tâm thứ nghĩ. Nghĩ lầm, nghĩ dữ, nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ đủ thứ nghĩ hết. Thì như vậy cái nào là mình đây? Như vậy thì một là tính chất phức tạp của nó. Nó là một cái phức tạp mà mình không phải là phức tạp. Nghĩa là khi chấp mình là thường nhất, thử chung là mình, phải không? Tức là một chứ không phải nhiều. Quý vị có thể nói tôi là hai ba người được không? Hay là nói tôi là một người, một cá nhân nó gọi là tôi, phải không? Mà một cá nhân thì làm sao mà chấp nhận cái phức tạp như vậy là mình được? Do đó cho nên vì đánh chất phức tạp, cho nên chấp cái suy nghĩ là mình là thật rồi. Cái thứ hai nữa, nó không thật, nó là mờ ảo, cho nên nhìn lại nó là mất, thì làm sao nó là mình được? Đó. Thì qua hai cái đó thì xét kỹ lại, cái suy nghĩ đó không phải là mình. Đến cái thứ ba nữa, cái suy nghĩ đó là cái thứ duyên hợp, nó không tự có. Bây giờ quý vị thử xét, ví dụ như giờ chúng ta đi ra phía trước thấy có một cây cắt ba diện, thì khi thấy cái cắt ba diện thì cái vị nào mà biết thuốc nam á thì phải nhìn cái cắt ba diện sao? À, cây này có vị thuốc,
trị được cái bệnh thổ huyết hay là bệnh ho. Thì hãy chỉ nhớ cây đó có vị thuốc, có những cách gì điều trị được bệnh gì thôi. Còn cái người mà thích cây kiển thì thấy cây cắt ra về thì thấy sao? Cây này hình như giống con phụng mà con lân gì đó. Nghĩa là mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Thì như vậy cái suy nghĩ về con lân con phụng, cái suy nghĩ về trị bệnh, thì hai cái suy nghĩ đó tự đâu mà có? Tự nó không phải có mà do mình học, phải không? Mình học về thuốc thì có suy nghĩ về thuốc, mình học về cây kiển thì có suy nghĩ về kiển. Thì những cái đó là cái bên ngoài, là học là mượn cái bên ngoài mà. Do người khác nói, mình nghe, nghe rồi mình chấp nhận cái đó là hay, rồi ghi nhớ, rồi sao thành một thói quen suy nghĩ. Thì như vậy cái lối suy nghĩ đó đâu phải là của mình, mà là của bên ngoài đem đến. Mà là người ta chấp cái đó là mình, chấp ngang như vậy. Rồi mình suy nghĩ thế này, người khác suy nghĩ thế khác, khác nhau mới trị nhau, có phải là vô lý người ta? Như vậy thì chính tất cả cái suy nghĩ đều là cái mà mình học hỏi dựng lặt được nơi người khác. Bây giờ quý vị thử suy nghĩ cái gì mà đó là quý vị chưa nghe, chưa thấy. Quý vị thử suy nghĩ được từng cái gì, cái gì mà quý vị chưa từng nghe và chưa từng thấy, thử suy nghĩ được không? Nó quế sắc không thế nào suy nghĩ được một cái mà chưa từng nghe, chưa từng thấy. Thành như vậy đã thấy, đã nghe, tức là bên ngoài nó cũng vô rồi. Đó, bây giờ suy nghĩ trở lại thì cái đó là bóng của một hồi xưa đang vô. Nếu nói về, theo Duy Thức Học thì cái đó là những cái bóng dáng của sáu tầng, nó rơi vô trong cái tàn thức của mình. Rồi cái gì mà rơi vô nhiều thì cái chủng tử nó mạnh, nghe không? Nó mạnh thì mình suy nghĩ về cái đó nhiều. Cho nên chỉ vô mình học về tiếp đông nhiều thì tức là những chủng tử nó rơi vô trong tàn thức mình nhiều, tràn đầy trọng. Cho nên nói chuyện ra luôn luôn nói về thiết đồng. Còn thời khác học về thiết tay nhiều thì nó chủng tử rất nhiều, thì nói chuyện là theo thiết tay. Còn người mà chuyên môn về nghề nghiệp nào đó học được những cái đó thì nói ra cũng đều phát biểu theo cái mình học. Thì như vậy thì tất cả đều là cái hạt giống do bên ngoài rơi vô, chứ không phải tự nó có. Thì cái không phải tự nó có mà cách là mình thì không phải sai lầm phải được. Phải ra là một cái lầm lẫn mà hồi đó đến giờ tất cả chúng ta đều lầm lẫn như vậy. Có người nào không lầm người đó không? Chắc không ai, không ai mà khỏi cái lầm đó. Bởi chấp lầm như vậy cho nên rồi chúng ta bị đau khổ. Tại sao? Vì cái suy nghĩ đó là cái phức tạp, nó đa dạng, mà nó không có một chiều, nó không có một mặt. Mà như vậy thì nó đủ thứ hết, rồi mình chạy theo nó thì mình đi lên đảo luôn. Thấy không? Nó thế này, nó thế kia, nó thế nọ, đủ thứ. Như vậy cho nên chúng ta phải thấy kỹ lại, thử coi cái suy nghĩ đó phải thật là mình hay không. Mà chẳng những phàm mà kể cả những cái nhà tu hành, ví dụ như ở đây tôi có dẫn trường hợp như Tổ Huệ Xã làm vị thiền sư tu hành lâu năm, mà ngày ngồi tu thì lúc nào cũng thấy tâm mình nó cứ chạy tứ tung, chạy đầu này chạy đầu kia, nó bất an. Cho nên nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma Phan Trung Hoa thì ngài khao khát, ngài nghĩ rằng phải tới đó để học phương pháp tu sao cho an tâm. Cũng như tôi được nhiều vị tới hỏi tâm ngồi thiền hoặc niệm Phật xong nó cứ chạy tứ tung, bây giờ thầy làm sao dạy cách nào cho nó an được đây? Thì đa số người tới hỏi tôi như vậy. Thì cũng cái kiểu như là Tổ Huệ Khả, nghĩa là ngồi thiền ngài cũng thấy tâm ngài cứ chạy tứ tung cho nên nó bất an. Bây giờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma Sang thì ngài nghĩa là mong rằng tìm tới với Tổ để hỏi một phương pháp an tâm. Đánh cho mình ngồi thiền nó định, bởi vì Phật nó định nó phát huệ mà. Bây giờ tâm không định thì làm sao phát huệ? Tu mấy chục năm mà cứ chạy hoài thì nếu tâm chưa có định thì cái huệ không bao giờ phát được. Mà huệ phát được thì mới là chính quả mới thành Phật. Còn nếu không phát huệ thì coi chừng nào chính quả. Mà định chưa được, cái nhân chưa được thì cái quả làm sao có. Cho nên trong khi tu mà cái định nó không có thì tự nhiên ai nấy cũng thấy khổ đau. Không định thì làm sao có huệ, mà huệ là sao cái định thì tự nhiên người ta mới thấy rằng làm sao phải tìm cho ra cái phương pháp an tâm để cho định, định để rồi mình phát huệ. Đó là chỗ khao khát ước mơ của Tổ Huệ Khả.
Thì như vậy cho nên không ngại suốt đêm trời tuyết giá mà Ngài đứng ở ngoài trời để cầu học, là cho tới cuối cùng sáng, tới sáng ra tuyết nó lên tới đầu gối và Ngài vẫn đứng nghiêm chỉnh và hầu. Rồi Tổ Bồ Đề Đạt Ma Xê lại hỏi: ông cầu cái gì mà chịu khổ hạnh vậy? Nói: dạ con xin Ngài dạy cho pháp môn Cam Lồ. Thì Ngài quở nói cái pháp môn đó là cao siêu, không phải chỉ dùng một chút khổ hạnh con mà cầu được. Đứng là trời trước đêm tiếp giá như vậy mà cho khổ hạnh con. Thì Ngài mới đi xuống dưới nhà bếp, bỏ cái dao chặt một cánh tay đang lên dân: con xin dân cái này để cầu. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma gật đầu: ờ khá đó. Cho nên sao đặt tên là Huệ Khả, khả là khá. Thì nói như vậy thì cái chuyện có chặt tay không chặt tay thì cái đó miễn giải thích, nhưng mà chỉ nói rõ rằng muốn đạt được cái chỗ cứu chính giải thoát thì phải là một ý chí siêu phàm, một kiên nhẫn tuyệt đối chứ không phải là chuyện tầm thường đó. Thì như vậy sau khi mà do cái sức cố gắng nỗ lực cầu đạo đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma thâu làm đệ tử. Thì khi được thâu làm đệ tử thì cái mà đương băn khoăn thắc mắc phải đem ra hỏi là cái chỗ tâm bất an. Cho nên hôm đó Ngài liền hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng: tâm con không an, xin Thầy dạy cho phương pháp an tâm. Câu hỏi hợp lý vô cùng, phải không? Nhưng mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời sao? Đem tâm ra và an cho. Một câu nói tuyệt là như là không có dính dáng gì hết. Như là tâm không an, cầu dạy phương pháp an tâm. Đã không dạy phương pháp mà đem tâm ra an cho. Nhưng mà đã chính cái người đó thì dầu lời nói nó tầm thường, mình cũng vẫn phải suy nghĩ. Cho nên khi đó đem tâm ra ta an cho thì Ngài tìm lại cái tâm mình ở đâu. Bây giờ tìm lại, tìm lại, họ thấy mất tiêu, không tâm, không dạng gì hết trơn. Mất tâm, mất dạng thì giờ Ngài nói sao? Dạ con tìm tâm không được. Thì Tổ nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì vô cùng như đó là tỉnh ngộ, biết được tu hành. Từ giờ quý vị tỉnh chưa? Quý vị đã có phương pháp an tâm chưa? Thực là đơn giản, phải không? Mà nghe khi người ta đọc chữ rồi tới đó nó là lạ, tại sao mà nói đùa đùa với mà ngộ được lạ. Và sự thật quý vị thấy Tổ Đạt Ma nói giống nói đùa không? Mình nói tâm mình nó không an, cầu an tâm, biết đem tâm người ta an cho. Rồi thêm hồi không có, nó con tìm tâm được, người ta đã an tâm giống như rồi, an làm cách nào? Nhưng mà thực, nếu quý vị thấy rõ thì mới thấy, từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho tới vị trí ngày nay, người tu thiền đều nắm ngay cái mối này mà tu, không có lối khác. Bởi vì quý vị thấy, hỏi tại sao mà quý hòa thượng, quý thượng tọa dạy quý vị phải niệm Phật? Bởi vì bảo muốn tâm quý vị an, cho nên dùng câu niệm Phật để cho tâm an, phải không? Nó là nhờ niệm Phật, cố chí tâm niệm Phật mà tâm mình nó không nghĩ bậy, nó không chạy bậy, thì như vậy tâm nó an. Như vậy dùng một cái này để đè một cái kia, cho nó lặng xuống, hoặc là dùng câu thành chú để mình trì chú mãi cho đè nó xuống, nó không chạy bậy, thì đó là một phương tiện dằn cái tâm nó lặng xuống. Thì ở đây thiền tâm không dùng phương tiện đó, nên hỏi phương pháp thì không có phương pháp gì hết, chỉ cần đem tâm ra ta an cho. Thực tế như vậy, từ khi nếu đem tâm ra thì tự tìm lại nó, cái lâu nay mình chấp là tâm đó, giờ tìm lại thứ đó, tìm lại thì mất bóng mất hình. Mất bóng mất hình, họ nói thật với Ngài rằng con tìm không được. Mà tìm không được, Ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì như vậy rõ ràng không phương pháp mà có phương pháp, không dạy an tâm mà đã an tâm. Tại sao? Tìm lại thấy nó không có, mà thấy không có tức là nó lặng.
nó lặng tức là nó an rồi chứ gì, phải không? Rồi nó dí động lên, nó chạy ra thì nó động, động là bất an, tìm lại thì nó mất đi, nó lặng đi thì nó là an. Thì như vậy tâm an không phải dùng một phương pháp gì, mà chỉ nhìn lại thấy rõ nó giả dối không thiệt thì tự nó an, tự nó lặng xuống thì nó an. Thì đó là phương pháp an tâm, mà không có phương pháp gì hết. Bây giờ quý vị đang suy nghĩ gì đó là tìm ra cái suy nghĩ ở đâu, tìm lại mất tiêu. Thì cái suy nghĩ là động, mà tìm lại nó mất tiêu, nó lặng xuống, đó là đỉnh, chứ có gì lạ. Thì bây giờ đây quý vị giới niệm nghĩ, liền biết niệm nó là hư giả không được, buông đi thì nó hết. Thì đó là an tâm. Thì an tâm mà không có một phương pháp nào hết, không có phương pháp nào mà thực lòng là an tâm cái căn bản trí tuệ, biết rõ cái đó nó không thực thì tự nó mất. Cho nên ở trong nhà Phật có những cái thí dụ nói rằng tất cả chúng sinh là nhận vật làm con, chỉ vật đây hay là nói nhận kẻ trộm làm con. Tất cả chúng ta ai cũng như ai đều nhận kẻ trộm làm con. Mà quý vị nghĩ nếu trong một gia đình mà cái kẻ ăn trộm ở trong nhà mình mà cho đó là con ruột của mình, con của mình, thì quý vị sẽ sao? Của cải trong nhà còn không? Nhưng nếu ăn trộm mà mình tưởng là con mình thì bao nhiêu của nó đem ra nó bán hết, phải không? Không còn cái gì. Bây giờ ăn trộm, mình biết là ăn trộm thì sao? Thì tất nhiên ăn trộm nó hết cái khả năng mà ăn cướp con trộm của mình nữa. Thì như vậy cái giá trị ở cái chỗ ngăn được ăn trộm là do biết ăn trộm đúng như thật. Còn nếu lầm ăn trộm cho là con mình thì mất hết sự nghiệp. Bây giờ cũng vậy, cái vọng tưởng là do quân tập bên ngoài mà có thì nó đâu phải là mình thiệt, mà nhận nó là mình thì không phải nhận vật là con là gì, thấy không? Mà nhận nó là mình cho nên là nó dẫn mình chạy đông chạy tay tạo đủ thứ nghiệp, cho nên rồi luân hồi sanh tử không có ngày, không có ngày ra. Vì vậy mà nói rằng khi mà nhận nó làm con là mình rồi thì bao nhiêu cái của báo trong mình nó bị mất hết, tức là kho báo nhà mình bị tan qua. Bây giờ đầu tiên là chúng ta biết nó không phải mình, mà biết nó không phải mình á thì tự nhiên cái giá trị lôi cuốn của nó giảm xuống, nó nhẹ đi, rồi từ từ mình buông nó được. Mà biết nó không phải là con rồi thì từ từ mình mới tìm cách mình loại nó ra, phải không? Nó là đầu tiên nó là cái chặn đứng được cái sự ăn trộm của nó, và kế đó nữa tìm cách mình loại nó ra. Giờ từ trước mình đem nó vô để làm thân vật, bây giờ mình biết ngay cái hành động nó là kẻ giả dối, là kẻ trộm cướp, cho nên mình không lầm nó là người thân nữa. Rồi kế đó nữa thì mình biết rõ nó là giả dối, cho nên loại từ nó ra. Thì như vậy nó mới thoát khỏi nó cái nhà của mình, và nó cũng không còn tác dụng lôi cuốn và hại được mình nữa. Thì cái nhận định đó là cái thiết yếu vô cùng, mà đó là cái tu. Nhận định như vậy đó là tu, chứ không phải cần một phương pháp thứ hai thứ ba nào hết. Cho nên nhà thiền đó là không có dùng một pháp để dạy người về chỗ đó đó. Nếu còn thấy có một pháp thì tức là lấy cái này trị cái kia. Ở đây chỉ nhận đúng cái sai lầm mà hồi xưa mình đã lầm đó, nhận rõ cái lầm đó rồi không còn lầm nữa, thì tự nhiên cái giá trị tu hành nó sẽ tiến lại. Cho nên khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ rõ cho ngài thấy rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi, sao cái câu nó con tìm tâm không được, thì ngài liền thấy ngay cái pháp tu, cho nên gọi là tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ giai đoạn đầu biết được cái cửa vô đó. Thì như vậy quý vị mới thấy tu nó quan trọng ở chỗ đó. Rồi bây giờ nói thêm là tất cả chúng ta bởi vì nhận cái niệm đó, tức là cái dí nghĩ đó là mình nghĩ, mình tính, cho nên là nó cứ dẫn hoài, không có bao giờ yên. Bây giờ biết cái nghĩ đó nó không phải thực là mình, thì tự nhiên là mình buông xả nó được.
Nhưng mà rồi như hồi nãy tôi nói đó, mình có suy nghĩ xấu mà cũng có những lúc nghĩ tốt, nghĩ làm lành làm phải. Bây giờ bỏ cái nghĩ xấu là được, bỏ luôn nghĩ tốt thì coi bộ nguy quá rồi. Bây giờ thì thế gian này làm sao đấy? Nghĩ tốt là cái mà đáng khen đáng ca ngợi, bây giờ biết bỏ nữa thì như vậy thì làm sao? Đó là cái điều thật là khó. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin nhắc lại, chỗ này là chỗ nói đến chỗ cứ tính tuyệt đối, chứ không phải còn ở trong trên cái tương đối. Tương đối mà tu thì bỏ cái xấu nghĩ cái tốt là phải. Nhưng mà tới chỗ tuyệt đối này còn một cái niệm nghĩ là còn một cái vô minh. Vô nghĩ phải hay nghĩ đấy. Tại sao vậy? Tôi thường ví dụ đó. Tôi nói ví dụ như cái gương, gương mặt gương trắng như vậy. Thì giả sử chúng ta lấy một bệnh mực đen hết vô, thì cái bệnh mực đen vừa chấm vô cái gương thì chỗ đó nó đã tối rồi, phải không? Nhưng bây giờ có người khác họ lấy một bệnh mực đỏ họ hết vô thì sao? Hồi nãy mình thấy mực đen hết vô là xấu, là làm mờ cái gương. Nhưng bây giờ lấy mực đỏ mình hết vô thì sao? Nó có mờ không? Thì như vậy cả mực đen lẫn mực đỏ đối với gương đều là mờ, nhưng trên hình tướng thì thấy mực đỏ đẹp hơn mực đen, phải không? Nhưng mà trên cái thực tế của bản chất cái gương á, dù đen dù đỏ phết vô đều là mờ, chỉ chừng nào đừng có phết nào thì cái gương nó sáng thực tế, nó như vậy đó. Chân lý nó là như vậy. Cho nên chúng ta giai đoạn đầu có thể bỏ mực đen nhưng mà còn mực đỏ thì tương đối là tốt, nhưng mà còn mực đỏ cũng là còn mờ cái gương. Chừng nào cả đen lẫn đỏ đều có hết thì chừng đó cái gương mới thực là tâm, tâm thì nó mới thực là sáng, cái giá trị gương nó mới đúng là gương. Cũng như vậy, tâm của chúng ta còn nghĩ cái lầm cũng là động, mà nếu còn nghĩ thì chắc cái nghĩ đó là mình thì nó cũng là dẫn mình đi đến sinh tử. Rồi buông cả những cái nghĩ lầm nghĩ dữ, tâm chỉ còn thanh tịnh thì đó gọi là cái tướng không, tướng vô niệm. Vô niệm hay vô tâm, tự nhiên mình chắc cái nghĩ là tâm mà tới đó không còn nghĩ nữa thì nó là không tâm. Không tâm mà phải là không thiệt không? Nên không tâm là không cái tâm hư vọng đó. Cái tâm hư vọng nó không còn nữa, chứ không phải là không cái tâm chân thật. Người tâm chân thật thì tới cái phần sau sẽ nói rõ. Thì như vậy chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa tu là từ cái giai đoạn đầu là bỏ cái giữ, giữ cái làm, nhưng cuối cùng để đi tới chỗ giải thoát hoàn toàn, kể cả làm là giữ đều khó hết, chỉ còn một tâm thanh tịnh, đó mới là cái chỗ chân thật. Cái chân thật đó mới là cái cứu chính giải thoát. Nếu còn niệm làm thì được sanh quả lạnh như cõi trời, các cõi tốt đẹp hơn. Còn niệm giữ thì sanh quả giữ. Thì như vậy hai cái đều là sanh hết. Nghe chữ lặng hết niệm rồi thì không còn lý do gì mà sanh nữa hết. Đó là cái chỗ vô niệm hay vô tâm. Thì tới chỗ đó quý vị thấy khó hay dễ? Dường như là không có gì khó lắm vậy, nhưng mà thật ra không phải dễ hết. Bởi vì chúng ta quen nghĩ rồi, ngày nào cũng nghĩ, tháng nào cũng nghĩ, năm nào cũng nghĩ, lúc nào cũng cứ nghĩ. Cho nên bây giờ được bỏ những cái nghĩ đó là một việc hết sức đáng ca, chứ không phải chuyện thường. Như giờ chúng ta biết rõ dí niệm lên là vô minh, cho nên cái chỗ này nói muốn giác ngộ thì phải phá cái vô minh, phải không? Mà niệm khởi là đã mờ cái tánh giác rồi, cho nên nói là vô minh. Nghe dinh nó lại, đó là trở về tánh giác. Như vậy phá cái niệm tức là trở về tánh giác. Thì muốn phá niệm không gì hơn, niệm dấy lên, chúng ta liền biết niệm là không thiệt. Do biết không thiệt cho nên buông xả nó, thì tự nhiên chúng ta không còn mắc kẹt ở trong cái niệm nữa. Thì như vậy, đó là để nói rõ cái ý nghĩa vô niệm. Mà vô niệm thì tự nhiên cái tu hành nó tiến đến cái chỗ an lành giải thoát. Thì quý vị thấy rõ ràng sự tu hành này
nếu biết cái chỗ mà buông thả cái vọng niệm, không còn cái niệm thiện niệm ác, thì lúc đó tâm nó rỗng ra. Mà tâm rỗng ra đó, thì chỗ đó nói là lý không đó. Cho nên nó trong kinh Bát Nhã nó thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh vân vân đó, tức là cái tướng không của các pháp nó không phải là sanh, nó không phải là diệt, nó không phải là nhơ, không phải là tạp. Bây giờ quý vị khi mà không giới niệm thiện niệm ác thì cái lúc đó, cái đó là có sanh diệt hay không, có thiện ác hay không, có nhơ tạp hay không. Nghĩa là nếu chúng ta buông được tới chỗ đó thì mới thấy rõ cái chỗ mà không có sanh, không có diệt. Cho nên người tu thiền á, muốn vào cửa thiền là phải đi ngay vào cái đó đó, ngay tới chỗ đó mới vào được cửa thiền. Vì vậy mà ngày xưa quý vị nhớ câu chuyện giữa Ngũ Tổ, rồi câu chuyện Ngũ Tổ mà đưa ra cho những đồ đệ là ngài bảo rằng tất cả các ngươi nên trình kệ cho ta để ta xét cho người nào có khả dĩ tiến được thì ta sẽ truyền y bác cho, còn không thì cố gắng mà tu nữa vì tuổi ta đã già. Ngày khi là ngài tuyên bố như vậy thì trong chúng hội của ngài tới 500 chúng, là trong 500 chúng đó thì họ chi tôn là Thành Tú là vị giáo thọ sư, tức là ông thầy dạy học. Mà bây giờ ông thầy dạy mình thì dù sao nữa cũng hơn mình, phải không? Cho nên ai nấy đều tự mặc cảm rằng chỉ có ngài Thành Tú là đủ khả năng để trình kệ, còn chúng ta thích trình cũng là vô ích. Cho nên họ nhường hết cho ngài Thành Tú. Thì ngài Thành Tú ngài mới nghĩ rằng bây giờ họ không ai trình hết thì cho họ nhường mình mà mình không trình nữa sao. Cho nên ngài chắc ngài cũng thầm biết thằng ngài vô cửa chưa nổi, nhưng bây giờ cái hoàn cảnh bắt buộc phải làm. Cho nên ngài suy nghĩ mấy đêm trường, suy nghĩ để làm sao một bài kệ trình cho Ngũ Tổ để mà được truyền y bát. Nhưng mà suy nghĩ là ngài chắc cũng chưa hài lòng, cho nên rồi suy nghĩ viết thành một bài kệ mà không dám đem thẳng. Vì nếu mà mình hài lòng rồi thì dám đem thẳng cho thầy, mà vì chưa hài lòng cho nên không dám trình thẳng, mà nghĩ là thôi giờ mình dán là hành lang, mình viết là hành lang đó, thầy đi thầy thấy thầy đọc mà thầy vừa lòng á thì mình tới nó bạch với hòa thượng cái đó là con đó. Cho nên ngài không vừa lòng không qua. Tuy nhiên mình là giáo thọ sư rồi nói mà nói bậy thì cứ hãy cười chết, thật là một chuyện khó. Cho nên ngài viết bài kệ của ngài là hành lang. Thì bài kệ này tất cả chúng ta đọc ai cũng phải tóm tắt cho thầy. Thanh thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cành phất thuyết, mạc sĩ ngã cành ai, vật sĩ ngã cành ai. Đó là tâm như là cây bồ đề, thân như cây bồ đề, tâm như đài duyên tán, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Thì nói vậy thiệt là tu, phải không? Thân mình ví dụ cái bồ đề đẹp biết mấy, tâm mình như cái đài duyên sáng như nãy giờ tôi nói ví dụ đó thì rất đúng. Mà giờ cái duyên sáng nó muốn cho nó sáng luôn thì phải lau bụi, luôn luôn lau bụi đừng cho để dính bụi bặm. Thì như vậy đó là một khả năng tu hành chứ gì. Nhưng mà ngài viết bài kệ rồi thì Ngũ Tổ đi ngang thấy cái ngài đọc xong ngài viết đó là Thành Tú thứ hai. Nhưng mà ngài muốn đánh lừa thân chúng, cho nên ngài tuyên bố chúng rằng bài kệ hay quá, nếu mà ai đọc bài kệ này người đó tu hành tinh tiến và có thể giải thoát, phải thắp hương mà thờ bài kệ này. Thôi cả chúng ùa nhau, kẻ thì lại, người thì học thuộc lòng, người thì thắp hương. Cho tới ông điệu nhỏ xíu cũng thuộc lòng bài kệ đó nữa. Thì quý vị thấy cái chéo của Ngũ Tổ. Ngũ Tổ đã có ý với người nào rồi nhưng mà ngài không dám nói. Thì bà kệ đó cho tới ông điệu con ông chứng nhà bé gặp Tổ Huệ Năng đang giảng đạo, và ông đọc lẩm nhẩm cái bài kệ. Tổ Huệ Năng hỏi
ông đọc cái gì ông đọc cho tôi nghe coi. Cảm ơn ông không nghe sao, kể lại cái chuyện mà ngủ tổ, rồi ông đọc lại cho tổ Bệnh Ăn nghe. Tổ Bệnh Ăn á, tôi hồi đó giờ chưa có dám lên trên đó, mà thôi giờ nhờ ông dẫn dùm tôi ra, nữa tôi đánh lễ bài kệ. Rồi ông thủ tưởng cái ông nhà quê này, hướng lên đánh lễ bài kệ, dẫn lên. Lên rồi thấy có ông quan điệp giá quân đương đọc lắm nhóm bài kệ, bị khen quá, tổ khen mà ai không tin tưởng. Rồi lên thì ông thấy cái bài kệ rồi ông nhờ ông quan điệp giá đọc dùm. Đọc ông nghe rồi đó, tôi cũng có bài kệ nữa. À chứ hạ ngạc như thế, ông mà giúp nát, ông có bài kệ nữa sao? Và quý vị nghĩ đó, ngài Thành Tú là thầy của 500 chúng, mà 500 chúng toàn là người xuất gia lâu năm không? Còn với ông cư sĩ dốt mới tới mấy tháng còn đi giỡn gạo mà nói có kệ nữa thì thiên hạ không ngạc nhiên sao được. Cho nên ai nấy đều ngạc nhiên hết. Ngài nói tôi cũng có bài kệ nhờ ông viết dùm. Rồi ngài đọc lên cho ông được giá ông viết dùm. Thì ông viết mà ông cũng nói tôi viết dùm ông hay sao, ông phải độ tôi nha. Thầy viết cái bài kệ lên thì cái bài kệ của ngài nói rằng: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt chi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ giá trần an. Thì y theo cái bài kể trước của ngài đấu rồi thôi. Anh viết cái bồ đề thanh thị bồ đề thọ thì ngài đấu bồ đề bổn vô thọ. Thì chưa nói thanh là cây bồ đề thì ngài đấu lại bồ đề vốn không cây. Rồi cái kia là minh cảnh tâm như minh cảnh đài, tức là tâm như là cái đài duyên sáng, thì ngài đổi lại minh cảnh diệt chi đài cũng không phải đài, như sáng nhưng không phải đài. Và bây giờ nói rằng thời thời tình thất thích, thì lên ngay nhà nó ngược lại bản lai vô nhất vật, ngay chưa nay cũng có ngược lại. Và bây giờ nói rằng vật chủ nhà tầng ai, tức là chế độ dính địa vọng, thì lên ngay nhà đổi lại người đó là bản lai vô nhất vật, hà xứ giá tầng ai, thì chỗ nào dính địa vọng. Thì quý vị thấy nghĩa là bài kệ này đổi cái bài kệ kia, nhưng mà với người hiểu đạo đọc bài kệ thì dịch mình liền. Nghĩa là bên kia hết thân mình là cây bồ đề, thì ngài nói rằng bồ đề không phải là cây, bồ đề là chứng quả, sinh ra dịch là giác. Thì cái tính giác nó không phải là hình tướng, mà nó là như cây bồ đề, hay là thân mình là cây bồ đề thì nó nhớ hình thức rồi, phải không? Nghĩa là tính giác nó không hình thức mà mình dùng hình thức, thì tức là cái hình thức đó đã làm quên cái tánh giác. Cho nên nói rằng bồ đề bổn vô thọ là để đánh mạnh rằng cái tánh giác nó không phải một hình thức. Đó là ngài đã thấy được cái tánh giác thôi ngài. Giờ cuối nữa, minh cảnh diệt chi đài, thì bên kia nói rằng minh cảnh tâm như minh cảnh đài, tâm như minh cảnh đài tức là tâm như đài duyên sáng. Duyên sáng là được rồi, mà còn đài duyên sáng nữa. Cái đài đó làm cái hình thức quá mạnh, mà đài tức là một cái miếng vỡ để che cái duyên thôi. Mà miếng vỡ làm sao mà sáng, mà nó như minh cảnh đài thành ra là một hình thức vừa duyên vừa đài. Thì đây là khó luôn, nên là duyên cảnh vừa cái đài duyên sáng cũng không phải đài, duyên cảnh đài duyên sáng. Duyên sáng là tự duyên sáng, chứ phải đợi cho cái đài duyên mới sáng. Đó, thì như vậy để chỉ là cái tâm mình, nó cũng không phải là hình thức, nó chỉ là tâm sạch, chứ nó không phải đợi đến cái hình thức nó mới tâm sạch mới sáng. Giờ thì tới câu thứ ba, thì ở bên kia thì nói là phải luôn luôn mà lo trừ, thì bên nay ngài mới nói rằng bản lai vô nhất vật, chuyên nó không có một vật. Tại sao vậy? Bởi vì như hồi nãy tôi nói quý vị thấy, khi mà chúng ta buông xả niệm lành niệm dữ rồi, tâm nó rỗng rang thì có một vật gì đó, phải không? Nó không có một hình tướng thì chưa ai thấy được cái đó, thì chưa ai nó không có một vật. Mà đã không có niệm vật thì chỗ nào dính bị vọng phải chịu phải lo. Thì như vậy đọc tới cái đó thì ai cũng thấy là ngài đã vô cửa rồi, ngài thấy được cái đó. Còn
nhớ lại ngày thần tứ thì không mắc kẹt đủ thứ hết, mắc kẹt hình thức, mắc kẹt lai trời đủ thứ hết, thì do đó mà ngài vô cớ không nổi. Thì như vậy sao tấm hai là kệ thì chúng ta thấy rõ ai đã vô cửa thiền và ai chưa vô cửa thiền. Còn người đã vô cửa thiền thì người đó làm sao? Thì đủ khả năng mang y bác rồi. Đấy là, còn người chưa vô cửa thì làm sao đủ khả năng? Như vậy mà rồi thì tối kêu lên rồi vô thất giảng kinh kinh trang trang thăm rồi có thì mang y bác về Việt Nam đó. Thì quý vị thấy cái ý điểm ở chỗ đó. Cho nên người tu thiền muốn đạt được đạo, muốn thấy được cái chẩn trí chính này thì tự nhiên chúng ta phải nỗ lực, nghĩa là phải cố gắng mà buông xả hết để thấy rõ, nghĩa là tánh mình nó là không có một vật, để tánh nó không có một vật, nghĩa là còn có vật tức là còn có hình tướng sinh diệt. Vì vậy cho nên chính cái chỗ chân thực đó mà sau này ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mới tới hỏi với ngài, hỏi Bạch Hòa Thượng, ngài vừa tới hỏi đạo thì ngài hỏi chứ tới gì đến và mang vật gì khác. Thì ngài Hòa Nhượng ngài không biết trả lời sao, ở mang vật gì khác thì ngài không biết cái vật gì, ngài ở trong chính tám năm. Thì bữa đó ngài trả lời Bạch Hòa Thượng trong trả lời cái câu là tôi hỏi được rồi, hỏi gì trả lời sao? Thì ngài nói là nói một vật chứ không tiếc, phải có tư chứng không? Một tư chứng chẳng phải không mà nhiễm ô không phải được. Ngài cho trời ơi, chỗ đó là chỗ đó chi chỗ cũng thấy như vậy, ta thấy như vậy và các ngươi cũng thấy như vậy, thì đó là chỗ truyền của chi cầu. Thì quý vị thấy nghĩa là nếu nói một vật thì không tiếc, hỏi cái gì đó thì mang lại gì theo. Thì mình đi đó, đến ở giới thanh tứ đại đến, biết rồi, người có mang cái vật gì ra không? Cái vật gì đó là ý ngài mới hỏi cái gì? Nếu mình nói mang vật gì nó con có quả thì cái bộ gói hành lý, hay là con có quả cái gì đó thì cạch rồi. Cho nên, ngài hỏi vật gì ra thì ngài biết, không biết cái gì đó mà trả lời không được. Tốn ngài mở tình chứng rồi, ngài mới thoát mình là được, cho trả lời, nói một vật chứ không tính. Bởi vì cái chỗ đó, nếu một vật chứ là có hình tướng, phải không? Mà có hình tướng thì nó không tính cái đó rồi. Mà nếu học không hình tướng thì ngài nói là nếu một vật chứ không tướng thì ngài cũng thấy hơi phải rồi. Nhưng mà ngài hỏi thêm, vật có tư chứng hay không? Mà nếu nó không nữa thì cứ là lạc vào không rồi. Nó không có một vật mà không tư chứng thì cứ là rơi vào không. Cho nên phải có tư chứng không? Thì ngài trả lời, tư chứng chẳng phải không mà nhiễm ô không phải được. Cái cầu đó nó khéo vô cùng. Vì tu chính không phải không, tu nó không phải vật mà nó ngộ tới đó gọi là đạt đảo, mà chính đạo thì nó làm sao nó không được. Nhưng mà không có gì làm nhiễm ô, làm nhơ nhớt không được hết. Thì nó đâu có tướng mạo mà làm cái nhiễm ô nhơ nhớt. Thì chính thấy được cái đó rồi thì tổ mới nói là người thấy được cái chỗ đó cũng như là ta đã thấy, như khi tổ đã thấy. Đó là ánh chứng cho rồi sau này làm tổ. Thì quý vị thấy người trước và người sau mới là cách thấy không khác nhau. Mà chính không khác nhau đó mới là thừa kế nhau được. Chứ mới thấy khác thì thừa kế không được. Thì qua những cái lời nói trên thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa thâm trầm của cái người học đạo. Và đây tôi dẫn thêm một ông sư tử. Ông sư tử tức là ông Bàn Long Quẩn. Mà ông sư tử là thiên hạ ai cũng mơ ước, mà ông sư tử này là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Mà Mã Tổ Đạo Nhất là đệ tử của Nam Nhạc Hòa Vượng hồi nãy tôi kể đó. Nam Nhạc Hòa Vượng là đệ tử của Lục Tổ. Tới cả ông Bàn Long Quẩn là đối với ngài đối Lục Tổ như là ông gì, nếu nói là cái danh ông cố. Còn đối với ngài Nam Nhạc Hòa Vượng với ông nội, đối với Mã Tổ là cha, là thầy. Thì như vậy tức là tới cho ông Bàn Long Quẩn mà khi ông ngộ đạo, ông làm bài kệ này thì quý vị thấy cái nhìn đã khác nhau hay không? Thập phương đồng tự hội, cá cá học vô vi, thủ thị tiễn Phật trường, tâm không tập vệ thi. Nói mười phương đồng nhóm hợp, đó là nó chỉ, ngài thầm chỉ cái chỗ của
của Mã Tổ Truyền Bá đó. Cá cá học vô vi, mỗi người đều học cái đạo vô vi. Nói vô vi đây, tôi xin giảng lại cho tất cả quý vị hiểu. Đại đa số người bây giờ hiểu lầm cái nghĩa vô vi. Để vì dành đây có những pháp môn tu, người ta gọi là tu vô vi. Nhưng mà chữ vô vi nghĩa là sao? Cách nghĩa theo chữ tào, chữ vô là không, chữ vi là hành động, là làm. Tức là không có tác động, gọi là vô vi. Nhưng mà đó là một lối dẫn, cách nghĩa cứ đúng với chữ vô vi trong nhà đạo, nhà Phật dùng á. Bây giờ vô vi là một chứ có hữu vi. Mà hữu vi hoàn cái gì có hình tướng là một, có tác động là hai, thì cái đó đều gọi là hữu vi. Có hình tướng cho nên bị vô thường, có tác động cho nên nó là sinh diệt. Cái vô thường cái sinh diệt gọi là cái hữu vi. Ngược lại cái không bị vô thường, không bị sinh diệt gọi là vô vi. Thì như vậy cái đó nó không hình tướng và không có tác động. Như vậy mà những cái dạy mình để làm trong những cái việc có hình tướng có tác động mà nói là hữu vi đó, hay là vô vi là trạch, là sai lầm. Như vậy chứ không chỉ vô vi như hồi nãy giờ tôi nói, buông cả vọng tưởng. Vọng tưởng là có tác động, chứ phải gì không? Có nghĩ chứ là có động. Buông cả cái vọng tưởng đó, lặng lẽ thanh tịnh, thì cái đó trở lại có động không? Không động, cho nên nó là vô tâm. Cái đó không tướng mạo, cho nên không bị vô thường. Không bị vô thường, không bị phân diệt, cho nên cái đó gọi là vô vi. Vô vi là cái đó đó. Thì chúng ta học miêu tả cả vọng thiện, vọng ác, tâm thể lặng lẽ thanh tịnh. Thì chúng ta học miêu tả cả vọng thiện, vọng ác, tâm thể lặng lẽ thanh tịnh. Đó gọi là vô vi. Đạt được cái chỗ đó đó mới gọi là đạt đạo. Như vậy thì chúng ta cả mọi nơi xuất họp về để học, mỗi người đều học tới cái đạo vô vi. Như vậy hỷ thị tưởng Phật trường, nghĩa đây là cái trường thi Phật đó. Tâm không tập đệ vi, tập đệ tức là thi đạo. Người nào mà tâm không á thì người đó được thi đạo chứ nhớ. Thành ra ai muốn thi đạo lòng Phật thì chỉ có một chuyện hả? Một chuyện sao? Tâm không. Tâm không thì nhất định người đã đạo, chứ không có nghi ngờ gì hết. Thì quý vị thấy dễ quá. Phải cần có ai mà ký cấp bằng cho mình, thấy không? Nếu tâm không thì người đó đạo, đạo cái bằng thi Phật. Còn nếu tâm còn có thì giới tư kể như là ngài thành tứ, để tâm còn có cái thời thời phải như luôn mới lau chùi đó. Cho nên nó còn có tác động thì giới không vô, không đạo được. Chính lực tổ ngài đã thấy được khi ngài không một vật, cỡ này dính bị đoạn đó, cỡ đó ngài mới đạo. Đạo mà đạo trong trường thi Phật này thì chưa phải Phật chứ cũng là tổ rồi đó. Thì quý vị thấy rõ ràng cái chủ yếu của người học đạo nó đi tới chỗ đó. Nếu đạt đến chỗ đó là đạo, còn nếu chưa đạt tới chỗ đó thì chưa đạo. Mà đạo làm Phật hay là làm tổ là bước vào cái chỗ vô sanh. Niết bàn nghĩa là vô sanh, tức là vào niết bàn có gì lạ. Thì như vậy quý vị thấy cái chủ yếu của sự tu hành nó cao siêu, nó vượt bậc như vậy đó, chứ không phải là cái trường. Mà cái chỗ đó nó quá là sâu, quá là cao, cho nên cái người thế gian đọc không hiểu nổi. Nhưng mà rồi tới cái bài kệ sau này của một thiền sư thì quý vị thấy hình như là ngược lại. Trong đó một thiền sư nói: mạc lụy vô tâm vân thụy đạo, vô tâm vô cách nhất trùng quan. Chớ bảo không tâm gọi là đạo, không tâm còn cách một lớp rào. Từ chỗ đó thi đạo. Nhưng mà thi đạo thì thi đạo chứ chưa phải là ông quan hay là chưa phải là ông Phật, mà còn một lớp nữa. Người có bằng cấp tứ tài thì đâu phải là người đó thành một người tâm chức theo một người làm việc được liền, mà còn phải được tiến sĩ rồi chưa chứ nữa. Thì như vậy để quý vị thấy còn một lớp rào nữa, mới đi tới cái chỗ cuối cùng. Lớp rào đó là gì? Tức là ra cái phần giác ngộ thượng đó,
tức là giác ngộ cuối cùng. Bữa nay gặp hai cái thằng giác ngộ này, cái gì không mệt đầu phải không? Mà thực tình để thấy cái cao siêu của Phật pháp thì phải nghe những cái này mới thấy cái cao của Phật.